cái bông cây sầu đông. Ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy nè, con ớt thì chị sẽ xiên như vậy, rồi ở phía dưới này nè, ở mặt dưới này là ớt nè, còn mặt trên đây là thịt heo xay mà chị ướp gia vị rồi. Hi, xin chào mọi người, mình là Nón đây và các bạn đang xem trên kênh Nón Coffee. Ở đây thì gió hơi ồn một tí xíu, mọi người thông cảm đó nha. Lịch trình hôm nay mình cũng muốn giới thiệu đến cho các bạn đến ngày hôm nay, đó chính là khu du lịch rừng Tràm Thệ Sư. Đây là một cái khu du lịch cũng rất là nổi tiếng, khi mà mọi du khách nào đều đến Bắc Giang đều cần phải ghé qua cái khu du lịch này để tham quan. Và mình đang đi trên đường để đến khu du lịch rừng Tràm Thệ Sư. Mình thấy cái đồng ruộng ở đây khá là đẹp nên mình quay lại giới thiệu đến cho mọi người luôn. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi tới rừng Tràm Thệ Sư. Bây giờ thì họ không còn gặt bằng tay nữa, mà thay vào đó là người ta sử dụng bằng máy, nguyên cái xe máy cày. Hiện tại thì mình đang cũng gần sắp tới rừng Tràm Thệ Sư rồi, mà giờ trời bất chợt đổ mưa nên mình sẽ thay đổi lại kế hoạch. Chắc là bây giờ mà nếu mình mà đi tới rừng Tràm Thệ Sư thì sẽ không có được trải nghiệm được gì nhiều nữa. À, chán ghê luôn á. Hồi sáng nhăn nắng, bây giờ bị mắc mưa, không biết là trụ được cái ngày mai hay không. Thôi bây giờ mình sẽ chạy lại thành phố Châu Đốc. Thôi mưa sắp lớn rồi. Do hồi nãy mình tới khu rừng Tràm á thì trời nó đổ mưa nên mình hoãn lại, mình chạy về lại thành phố Châu Đốc để giới thiệu cho mọi người một cái món cũng rất là đặc biệt ở thành phố Châu Đốc này, đó chính là một cái gỏi sầu đâu. Để mà mua cái món gỏi sầu đâu này á thì các bạn phải vào nhà hàng hoặc là những cái quán nhậu thì họ mới bán cái món gỏi này, chứ mà các bạn đi dọc thành phố Châu Đốc này tìm thì không có ai bán đâu. Mình thì thấy một cái quán nhậu có tên là Thắm Tiền nè. Đó, thì địa chỉ là nằm ở ngay trên đường Thi Sách, phường Châu Phú, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại thì mình đang có mặt ở ngay cái quán nhậu Thắm Tiền ở trên đường Thi Sách. Ở đây thì mình có gọi ra một cái món gỏi sầu đâu, cũng là cái món rất là đặc trưng đối với người dân ở An Giang. Món gỏi sầu đâu này là cái món ăn bất thường của người Campuchia, được du nhập vào Việt Nam thông qua những cái hộ gia đình người Khmer sống gần biên giới. Thì bây giờ thì cái món ăn gỏi sầu đâu này cũng trở thành cái món ăn rất là quen thuộc và dân dã đối với người dân miền Tây. Mình vừa gọi ra một cái món gỏi sầu đâu rồi, bây giờ thì chờ quán làm chế biến rồi đem ra cho mình. Ở đây thì quán vừa đem ra cho mình một cái dĩa gỏi lá sầu đâu. Các bạn cũng sẽ thấy nè, gỏi họ làm rất là nhiều, một phần như vậy họ làm rất là nhiều. Thì trong cái phần gỏi của mình á, thì các bạn cũng sẽ thấy là ở đây họ sẽ dùng cá khô. Cá khô này thì là khô cá lóc để làm cái món gỏi này. Rồi cái phần lá xanh xanh như vậy nè. Đó. Đây. Cái này thì gọi là cái lá sầu đông. Cái lá này thì ăn rất là tốt nha, ăn rất là mát, với lại trị những cái căn bệnh về đau nhức hoặc là bị trĩ rất là tốt luôn. Còn ở đây thì họ có bỏ thêm dưa leo nè và thịt ba chỉ luộc, có cà chua, rồi gì nữa không ta. Rồi, hết rồi. Cái món này á, thì sẽ ăn kèm với nước chấm, đó là nước mắm men. Ở đây thì họ sẽ làm nước mắm men chua ngọt. Mình ăn, khi mình ăn thì sẽ lấy thịt mình sẽ chấm vào đây. Gấp một miếng cá khô nè, khô cá lóc. Rồi lá sầu đâu. Rồi thịt ba chỉ. Hơi nhiều quá.
Hay. Đây. Cái lá sầu đâu á, khi mà mình ăn vào á thì cái vị nó khá là đắng và nó hơi nhẵn nhẵn, nhưng mà khi mà mình nhai kỹ á thì nó sẽ có một cái vị ngọt ngọt nhẹ nè. Rồi khô cá thì mặn khá là giòn và thơm, cái mùi đặc trưng của mùi cá khô. Nói chung thì cái món này á thì ăn nó cái hướng cái hương vị nó sẽ hơi chua chua ngọt ngọt, vì họ cũng đã bỏ nước sốt sẵn, trộn cái nước sốt sẵn trong gỏi rồi, nên mình khỏi cần chấm cái nước mắm me. Nguyên liệu chính mà để làm ra cái gỏi này á, thường thì họ sẽ lấy cái lá hoặc là cái bông của cây sầu đâu. Rồi cá khô thì thường thì họ sẽ lấy khô cá sặc hoặc là khô cá lóc để chế biến lên cái món này. Cái lá cây sầu đâu á thì đầu tiên họ sẽ hái về, sau đó họ rửa sạch, sơ qua nước sôi để giảm đi cái vị đắng của lá. Còn cá khô thì họ sẽ nướng sơ qua, họ sẽ nhỏ từng miếng để mình vừa ăn. Một phần gỏi sầu đâu như vậy thì có giá khoảng 100.000, họ làm rất là nhiều nha. Các bạn nào mà muốn ăn gỏi sầu đâu á thì ghé tới cái quán Thắm Tiền nằm ở ngay trên đường Thi Sách. Và bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp, và sau đó thì mình sẽ đi dạo một vòng phố Châu Đốc này để xem thử ở phố Châu Đốc này còn gì để ăn nữa hay không ha. Vậy ha. Này mình bán lâu chưa chị? Bán lâu rồi. Đây, đây là chị chủ bán thịt ớt. Này, ổ này là chị bán tầm mấy giờ đến mấy giờ chị nhỉ? Chị bán khoảng 3 giờ chiều. Dạ. 3 giờ đến 8 giờ tối. Mấy cây chị? Ở đây thì các bạn cũng sẽ thấy nè. Con ớt thì chị sẽ xiên như vậy. Rồi ở phía dưới này nè, ở mặt dưới này là ớt nè. Còn mặt trên đây là thịt heo xay mà chị ướp gia vị rồi. Cái này thịt heo là mình ướp với nghệ luôn hả chị? Thịt heo với thịt ớt mình luôn á. Dạ. Xay chung. Là thịt ớt chị xay chung luôn, xay chung với thịt heo luôn. Rồi em thấy cái màu vàng vàng là nghệ đúng không? Đó, xong rồi chị sẽ trộn với nghệ nên cái màu cái thịt này nó sẽ vàng tươi nè. Ở đây nướng thì chị sẽ để lá chuối để cho cái thịt đó nó sẽ không có bị cháy khét. Nhìn hấp dẫn ha. Hiện tại giờ thì thành phố Châu Đốc đang mưa lâm râm, mà ăn thịt nướng như vậy là khó xảy luôn. Này ớt như là mình nướng nguyên con luôn đúng không chị? Cái ớt này là mình cắt ra nha. Dạ. Cắt cái phần đầu ra, bỏ. Bỏ phần đầu. Bỏ phần đuôi nè. Cái phần mình á là mình làm sạch dồn luôn. Dạ. Là ở trong cái phần này là chỉ có thịt. Cũng là thịt ớt, thịt này mình xay luôn. Dạ. Mình mới dồn vô bỏ ruột hết. Ở đây chị có quét màu dầu điều đúng không chị? Quét màu dầu điều làm cái thịt đó nó sẽ vàng óng như vậy nè, nhìn bắt mắt. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ngay quán chị Tâm. Chị Tâm bán thịt ớt nướng. Chị bán đây cũng đã hơn được 1 năm. Nói chung là chị cũng vừa mới bán đây thôi. Mình đi vòng vòng ở ngay thành phố Châu Đốc này á thì vô tình thôi ghé ngang qua thì thấy cái quán của chị đang bán nên mình ghé vào mình ăn thử. Và giờ thì An Giang đang mưa rất là lớn. Mình có gọi ra 2 phần rồi, bây giờ thì chờ chị nước rồi đem ra cho mình. Rồi, cảm ơn. Ở đây thì chị cũng đã cắt ra cho mình. Chị vừa đem ra cho mình một dĩa ớt nước. Thì ở đây thì chị cũng đã cắt sẵn ra cho mình rồi để dễ ăn. Chị có để kèm thêm miếng rau răm. Và ở đây thì ăn chấm kèm với cái món với cái ớt nước này á, là nước chấm sả. Đây là nước chấm sả nè.
Chua chua ngọt ngọt, thơm mùi xả nha. Trong cái phần thịt ớt á, thì chỉ có nhồi thịt heo với thịt ớt vào bên trong luôn, bên trong cái đùi của con ớt này luôn. Đây, các bạn sẽ thấy nè, ở phía bên ngoài là da của con ớt nè, bên phía bên trong này thì thịt ớt với thịt heo chị đã xay rồi, trộn với nghệ tươi nữa nên cái màu nó sẽ ngã vàng nè, bạn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ gắp một miếng này đó, miếng nhỏ này, ăn kèm với chấm kèm với nước xả chua ngọt. Thịt mà mình ăn vào á nó khá là mềm nha, cái lớp ở bên ngoài á thì nó sẽ hơi dai dai và hơn cái mùi nghệ tươi, ngon nha. Với lại chị vừa mới nướng nữa nên ăn thì nó thịt nó vẫn còn nóng nên ăn rất là thích. Mình tưởng đâu hôm nay mưa là xui chứ, ai ngờ đâu mưa mà ăn được những cái món nướng của ở An Giang như vậy, rất là thích luôn á. Đấy, địa chỉ của chị Tâm á thì nằm ở ngay trên đường 255 thuộc Khoa Hưng, thành phố Châu Đốc. Các bạn nào mà có ghé tới An Giang á thì nhớ ghé tới quán của chị Tâm để thưởng thức nha. Cái món thật sự là mình thấy là cái món nướng thịt ớt này thật sự rất là ngon luôn á. Vậy ha, giờ mình ăn tiếp đây. Một sâu nướng như vậy á thì sẽ có giá là khoảng 17.000. Nếu mà các bạn, ví dụ các bạn một người thì các bạn ăn hai sâu là thấy là đã no rồi. Hiện tại bây giờ thì ở An Giang đang mưa lâm râm, hồi nãy là mưa lớn lắm, bây giờ thì mưa lâm râm lại rồi. Đáng lẽ là trong cái clip này á thì mình sẽ đi rừng tràm, nhưng mà thôi, để dịp khác mình tới An Giang rồi mình sẽ đi đường tràm sau. Thôi, các bạn cũng sẽ thấy kìa, đường này cá ba sa đang lên đèn. Lên một chút xíu à, cũng không đẹp lắm. Tầm tối thì mấy cô mấy chú sẽ đẩy xe ra ngoài đây để bán đồ ăn, nhưng mà hôm nay do là trời mưa nên ít đấy chứ. Nếu mà vào những ngày thường thì ở đây đông. Ở đây thì anh bán lâu chưa? Bán cái quần anh gắt luôn rồi. Anh biết bán về cũng 7 năm rồi em ơi. Dạ 7 năm rồi. Này thường là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh ha? 3 giờ. 3 giờ. 9 giờ mình dễ. Rồi anh lấy cho em một ly chè bưởi nha. Ngồi ăn hay đem về? Dạ ngồi ăn ở đây. Tại bây giờ thì ở thành phố Châu Đốc nó lại mưa nữa rồi. Nãy vừa đi thì vừa tạnh thế thôi là nó lại mưa tiếp. Nói chung là hôm nay thì không được may mắn cho lắm. Nhưng mà bây giờ mình vừa ghé qua cái quán chè của anh Hậu. Thì ở đây thì anh Hậu bán bánh lăng nè, bánh chè bưởi và tàu hũ. Thì sẽ đồng giá hết là 10.000. Anh bán ở ngay khúc đường, đường này là đường gì anh ha? Trương Nữ Vương. Đường Trương Nữ Vương, ngay cả ngã ba đường Trương Nữ Vương. Đối diện là cái quán cà phê Mario. Nãy thì mình có gọi ra một ly chè bưởi, bây giờ chờ ảnh làm rồi đem ra cho mình. Dạ rồi. Ê, cái chừng đổ bạn. Dạ. Đây, đây là cái ly chè bưởi của mình. Khác ha. Ở đây thì ảnh sẽ để chè vào trong một cái chén sứ nhỏ nè. Ở trên Sài Gòn thì họ sẽ bỏ vào một cái ly thủy tinh. Đó, một ly như vậy thì có giá khoảng 10.000. Trong ly chè của mình thì các bạn cũng sẽ thấy nè, ảnh bỏ chè bưởi nè, với lại anh bỏ thêm nước cốt dừa. Vì ở đây thì chè đã làm lạnh sẵn rồi nên khỏi cần bỏ đá. Đấy, rồi trộn lên. Chè bưởi thì nó sẽ hơi sệt sệt một chút.
Đây. Không biết trời tối các bạn có thấy không ta? Đó. Dạ. Dạ, vừa ăn ngon. Ở đây thì anh nấu không có ngọt lắm đâu. Nó hơi thanh, ăn sẽ không có ngán, ăn nhiều sẽ không có ngán. Đây là tuyệt chiêu của ảnh. Không ngán nên mọi người thấy ăn nhiều hơn. Này, đây là đậu hũ đá. Mình sẽ bỏ vào trong cái ly thủy tinh như vậy. Dạ, rồi, cảm ơn. Đây. Đó, trộn đều lên. Mình ngồi hay mua về? Muốn ngồi ở đây hay ngồi gốc cây? Gốc cây. Qua bển ngồi. Do bây giờ trời đang mưa á, nên thường á thì anh sẽ bày ghế ra ngoài đây nè để ngồi nè. Đó, ngồi ngay cái vỉa hè luôn. Giờ do trời đang mưa nên không có mở, không có ngồi ở ngoài đó được. Đấy. Đây này cái nào. Đó. Đây là miếng đậu hũ. Đậu hũ này là mình bỏ nước cốt dừa đúng không anh? Đúng rồi. Không cái máy sấy được. Thường á ăn đậu hũ á thì họ sẽ bỏ nước đường, nhưng mà ở đây thì anh sẽ bỏ nước cốt dừa. Nên mà khi mình ăn á thì cái vị của nó sẽ hơi béo nè, hơi nhạy nè. Như là anh có bỏ thêm đậu xanh nữa. Giờ thì trời cũng đã tạnh mưa rồi, mình đang đi dạo gần ngay cái tượng đài Cá Ba Sa, đi dạo vòng vòng để cho cái bụng mình nó tiêu bớt đã. Cảm ơn mọi người đã nhấn và xem cái video này của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ. Vậy ha, xin chào mọi người.